Ngày 8 tháng 1 tại chùa Phước Đức, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó Ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Sa Đéc, trụ trì chùa, đã phát 250 phần quà Tết cho người dân địa phương. Buổi phát quà, Thượng tọa đã gửi lời chúc Tết ấm áp hạnh phúc đến Phật tử đón xuân Quý Mão thật mạnh khỏe và an vui. Hàng năm, nhân dịp Tết đến xuân về, chùa Phước Đức quận quý Phật tử tổ chức chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với mong muốn sẻ chia, chung tay cùng với chính quyền địa phương, chăm lo cho người nghèo đón Tết vui tươi đầy đủ hơn. Tổng kinh phí cho chuyến thiện nguyện là 55 triệu đồng.